Nếu mà là cái thuốc chẳng hạn, là con mua cho bố, cách xưng hô nó phải khác. Ví dụ là bác sĩ bán cho cái thằng con mua tặng bố. Còn ví dụ cái ông bố trực tiếp mua cái sản phẩm thì lúc này sẽ là không cần phải giả danh bác sĩ nữa, đúng không? Đó. Mà sẽ xưng hô gần gũi là thế thì để bố, con gọi bố là bố đi, bố bằng tuổi con. Mình ngay từ cái phần đầu mà mình nói chuyện với khách hàng ấy, mình trao đổi với khách hàng ấy, là mình phải có hình thức tiếp cận rồi. Đó. Tại sao lại phải có hình thức tiếp cận nó phù hợp? Ví dụ chẳng hạn như này, sản phẩm nào mà tất cả chúng ta đều cứ gọi là anh chị thì cảm thấy nó cứ nhàm chán, khách hàng nó cũng nhàm chán. Như sản phẩm thuốc lào của thầy thì thầy gọi khách hàng là gì? Hả? Thầy bác, xin không? Bác đúng không? Thế thì có phải là cái việc mà mình chọn cái cách xưng hô, em hiền chào anh Hạnh chẳng hạn. Đấy, chọn cái cách xưng hô với khách hàng là nó sẽ rất là quan trọng để tạo cái sự kết nối, cái sự thân thiết, cái sự mở lòng. Yếu tố số 3 đó chính là cách xưng hô tạo ấn tượng với khách hàng. Đúng rồi. Cách xưng hô. Cách xưng hô tạo ấn tượng với khách hàng. Ví dụ mình chốt các bạn là mình, kể cả bạn trẻ hay già bằng tuổi bố mình cũng chỉ chào các bạn là bác thôi. Chứ mình không thể chào các bạn bằng anh được. Cái lý do nếu mà mình chào các bạn là anh, mình chưng là em ấy, mình cảm giác mình năng lượng yếu hơn là mình không muốn bán hàng. Hiểu chưa? Nó giống như kiểu tuổi nhân viên ấy. Thằng nào mà lớn hơn tuổi mình là mình sẽ đuổi luôn, không cần phải tuyển. Bởi vì lớn hơn khó bảo quá. Mình có một cái thấy có một cái rào cản là lớn hơn mình mà tuyển về để dạy làm marketing thì khó bảo. Là đấy lý do vì sao mình sẽ tuyển những người mà nhỏ hơn tuổi mình, 95, 96 đổ về để nó dễ bảo, thấy chưa? Xưng hô tạo ấn tượng. Giống như là cái chị bán đồ đồng của mình đi. Lúc đầu chị xưng hô rất là cứng đúng không? Thế nhưng mà sau khi mà đổi cái cách xưng hô xong thì cái cách mà khách hàng họ mở lòng, họ chia sẻ cái nhu cầu của họ nó cũng dễ dàng hơn. Thế nên là đổi cách xưng hô. Đúng rồi, phải đổi cách xưng hô. Rồi, lấy ví dụ về cái đồ đồng. Tức là ban đầu chị này học mình thì chị đi học cái kịch bản chốt sale, khóa kịch bản chốt sale của mình là 2 ngày nhá. Hiện tại cái khóa này bên mình đang bán thì chị ấy đang có cái cách xưng hô nó hơi thô với khách hàng, đó chính là nó không tạo ra độ gần gũi với khách hàng. Đó chính là em chào anh, có thể là em chào anh. Hiểu chưa? Thì các bạn có thể hiểu nó có thể hơi gần gũi nhưng mà có một cách xưng hô nó gần gũi hơn, đó chính là con chào bố, con chào mẹ, kiểu như thế. Hỏi tuổi. Hỏi tuổi xong bắt đầu mình sẽ đổi cách xưng hô. Chẳng hạn như là hôm qua cái sản phẩm mà mình có tư vấn với học viên ấy, mình có chữa bài cho bạn ấy, là cái sản phẩm bán thuốc, bán cái sản phẩm hỗ trợ tim mạch. Đó, thế thì ví dụ như là chẳng hạn thầy mà mua cho bố thầy thì mình lại phải xưng hô kiểu khác. Xưng hô kiểu khác. Mà nếu như là các cụ ông mà mua trực tiếp cho mình dùng thì mình lại phải xưng hô kiểu khác. Vâng, thế là bác bằng tuổi bố con thì con có là bố cho nó thân mật đúng không? Đấy. Tức là tùy xem cái người. Ở đây nó lại liên quan đến bước phân loại. Đúng rồi. Được chưa? Nếu mà là cái thuốc chẳng hạn, là con mua cho bố, cách xưng hô nó phải khác. Ví dụ là bác sĩ bán cho cái thằng con mua tặng bố. Còn ví dụ cái ông bố trực tiếp mua cái sản phẩm thì lúc này sẽ là không cần phải giả danh bác sĩ nữa, đúng không? Đó. Mà sẽ xưng hô gần gũi là thế thì để bố, con gọi bố là bố đi, bố bằng tuổi con. Bố bằng tuổi con. Đúng rồi, bố. Bố bằng tuổi bố con ở nhà. Bố bằng tuổi bố con, đúng không? Thì thôi để con tư vấn cho bố cái thuốc tốt nhất bố dùng. Đấy. Thì không chưa? Hiểu hiểu không? Hiểu cách xưng hô ấn tượng không? Comment chữ hiểu xem nào. Được chưa? Thì ví dụ như là các sản phẩm liên quan đến quần áo thì các bạn cũng có thể đổi cái ngôi xưng hô, ngoài cái việc là anh em chuyển thành một khác. Được chưa? Người đẹp này, hoặc cậu tớ này. Nàng đúng các kiểu con đàn hiểu ấy. Nói chung là với chị em phụ nữ thì đa dạng cách xưng hô lắm. Thì quan trọng là bạn sẽ lựa chọn cái cách nào mà bạn cảm thấy nó dễ sử dụng nhất thôi. Ví dụ như chẳng hạn nhé, như cái nghề của chị này là cái nghề mang tính chất tư vấn. Thế thì chị luôn luôn hiểu một điều rằng là khách hàng họ thích cái gì mình. Họ thích những cái người dày dặn kinh nghiệm, nhiều năm kinh nghiệm. Và đối với khách hàng, auto chị mặc định luôn, chị lúc nào cũng là chị. Em trai à, em gái à, đấy. Và nói chuyện với phụ huynh thì mình lại xưng là con. Dì cứ yên tâm, con sẽ giúp em. Đấy, hay là từ cái việc phân loại khách hàng, mình phải hiểu khách hàng của mình, nhóm khách hàng của mình đang nói chuyện với ai, mình có cái ngôi nhân xưng phù hợp. Đúng thì rồi. Khi mà mình cứ xưng là con như thế thì bắt đầu dì lại bắt đầu bảo là thôi dì chưa ra được gặp con ấy, thì nhưng mà thôi em ở ngoài đấy thì cứ chăm sự nhờ con. Có phải là họ đã trao niềm tin cho mình không? Đấy. Thế nên rằng là cái ngôi nhân xưng, cái cách để mình xưng hô ấy, nó chỉ là một phần rất nhỏ thôi, nhưng nó lại là cái chìa khóa để mở cả một cánh cổng, cánh cửa lớn, đúng không ạ? Bạn có công nhận là cánh cửa thì rất là to, nhưng chỉ cần một cái chìa thì bạn mới mở được vào, để họ có thể họ trải lòng với bạn.
Đấy. Thu hẹp cái khoảng cách từ người bán hàng giữa người mua hàng cái ông tôm sú này nhá. Ông hiểu không? Nếu mà ông xưng hô theo cách thông thường giữa người bán và người mua thì lúc này trong tâm lý của người mua hàng sẽ là thượng đế. Thượng đế, hoặc là đã gọi là bán hàng thì trong cái tâm lý lúc nào cũng trạng thái đề phòng. Đúng không? Thực ra là khi mà mình xưng hô cứ độc nhất với anh chị thì cái người mua hàng ấy họ lúc nào họ cũng chỉ có yêu cầu là họ tìm, ví như họ hỏi về giá xong họ sẽ im, hoặc họ cùng lắm thì họ có thể hỏi thêm xem là cái sản phẩm có đặc tính gì. Đấy, xong họ sẽ thôi, họ sẽ đi tìm sản phẩm khác. Tức là lúc đấy là giống như là cái hàng rào giữa bạn và khách hàng nó là cái hàng rào vô tình, vô hình và bạn không thể nào mà hình dung ra được. Nhưng khi mà bạn có một cái cách xưng hô phù hợp ấy thì giống như Ngọc nói, đó là cái chìa khóa để bạn mở cái cửa bước vào. Kia là có một cái tấm rào kính giữa bạn và khách hàng. Bạn vẫn nhìn thấy khách hàng đấy, nhưng mà bạn không thể chạm được đến khách hàng, bạn không thể đến gần được khách hàng. Đó, thế thì khi mà mình làm tốt cái công việc đấy thì cái hình thức mà chốt sale mà theo kiểu tin nhắn này hay gọi điện này, nó cũng cảm giác là nó sẽ rút ngắn cái khoảng cách của bạn với khách hàng hơn rất là nhiều. Còn hình thức trực tiếp thì là gần nhất rồi. Đấy thì mình sẽ không nói nữa. Nói lại cái quả mẹ xưng hô con ấy, thì ngày xưa mình có đi xuất khẩu lao động, có một ông tên là Đương bằng tuổi mình. Mẹ nó cứ gọi bố mình là bố nó chứ này. Thế là bố mình cũng quý nó thật. Quý thật mà. Quý thật. Quý cực kỳ luôn. Nên là đấy, khi mà Ngọc làm cái lĩnh vực này với các dì, tức là những cái phụ huynh là nữ đi, là mẹ đi, làm kiểu gì mình cũng sẽ xưng dì với con. Đấy. Kiểu gì cũng sẽ xưng dì với con. Đấy, còn với các bố thì đấy cũng xưng con với bố thôi. Nhờ. Cái quả xưng hô đấy hay. Cái quả xưng hô đấy họ tạo thiện cảm một cách không thể ngờ tới luôn ấy. Với lại cái việc lựa chọn xưng hô này này thì theo kinh nghiệm thực tế của chị rất nhiều năm ấy thì chị thấy một điều là phải test. Phải test ấy. Với xưng hô nào thì tốt đúng nhất. Đúng rồi, cái với cách xưng hô nào cho nó tốt nhất. Chứ với người lớn tuổi hơn ấy thì nó lại rất là dễ. Cái chị ngày xưa chị bán mỹ phẩm ấy là cái cách mà cuối cùng chị ưng ý nhất và mang lại hiệu quả cho chị tốt nhất ấy, là tình yêu ơi, nàng và tình yêu. Tình yêu ơi, nàng đang gặp vấn đề gì về da, cứ nàng và tình yêu về sau. Chính cái cách đấy khi mà mình đi nói chuyện với những người xung quanh ấy mình cũng hay sử dụng. Thế nên là cái việc sử dụng cái ngôi nhân xưng cho nó phù hợp trong lúc mà mình nói chuyện với khách hàng ấy là nó phải có sự chọn lọc đa dạng lên. Nếu mà mình cứ chết cứng ở trong đầu mình là anh với chị ấy, là mình sẽ khó có được cái sự cảm xúc của từ khách hàng. Đúng rồi, tùy cơ ứng biến. Đó. Kể cả cái bạn mà bán vé cho chị cũng thế thôi, những người đẹp. Đấy, bạn ấy có vẻ gì không? Mình mua mấy cái quần áo này bọn nó chỉ xưng hô mỗi là anh thôi, chưa thằng chưa cái bọn này nó kém thật đi mẹ. Đây cách xưng hô của mình thích nhất nhá. Em chào anh Hạnh đẹp trai. Mẹ. Tao không đẹp nhưng mà phải chào tao là đẹp trai. Đẹp. Các bạn biết là cái tên của mình là tên Hạnh đúng không? Nó hơi nữ tính. Nghĩa là khi mình đặt hàng mình để tên là Chu Minh Hạnh ấy. Thì nó toàn bảo em chào chị Hạnh, chị ra nhận hàng, mình cay quá bạn này không? Mình đổi tên cái Shopee này, tên cái Lazada này, tên đặt hàng Facebook, lúc nào mình cũng khai là Hạnh đẹp trai, số điện thoại, Long Cảnh bao nhiêu, Vinhome Thăng Long, ABC, thế là shipper gọi đến. Anh Hạnh đẹp trai ra lấy hàng nhá, mẹ mày vui mà. Thì mình sợ. Đấy nhá. Rồi, đây là cách xưng hô. Nhiều bạn bán thời trang toàn nữa. Mình cũng chả đẹp đâu nhưng mà cứ chị đẹp à. Chị đẹp ơi, chị mặc cái váy này nó như thế này như kia, bắt đầu các bạn mới bán hàng. Nhưng nhiều bạn bán thật sự luôn là mình chỉ cần nghe các bạn ấy gọi thôi là mình thích mua hàng.